Anh hỏi xíu nhé, máy của anh hiện tại lên AS 16 beta 5 á, nhưng mà không hiển thị phần trăm pin như những con khác á, là như thế nào em ha? Và để giải đáp thắc mắc đó, thì hôm nay Tạo Dinh sẽ làm bài test để xem những dòng sản phẩm nào khi lên AS 16 beta 5 sẽ hỗ trợ hiển thị phần trăm pin trên phần tai thỏ và những dòng nào sẽ không được hỗ trợ. Các bạn cùng theo chương trình nhé. Vậy thì theo anh em, vì có thể hiển thị được phần trăm pin trên AS 16 nó sẽ phụ thuộc yếu tố nào? Kích thước màn hình, tấm nền hay là dòng máy? Thì hôm nay bên mình sẽ có 5 đối tượng được đưa lên bàn cân, mọi người cùng theo dõi nhé. Đầu tiên đó chính là em iPhone XS với kích thước màn hình là 5.8 inch. Em này sẽ cho chúng ta được câu trả lời, đó chính là việc anh em có thể hiển thị phần trăm pin trên AS 16 nó có ảnh hưởng đến kích thước màn hình hay không. Và câu trả lời là dù em này là 5.8 nhưng vẫn hiển thị được phần trăm pin nhé mọi người. Tiếp theo là em iPhone 11 với kích thước màn hình là 6.1 inch, thì theo các bạn suy đoán thì em này khả năng cao là sẽ được hỗ trợ đúng không ạ? Nhưng câu trả lời của chúng ta đó chính là hiện tại thì em này vẫn chưa được hỗ trợ với mọi người, dù là màn hình 6.1 inch. Có thể mọi người cho rằng iPhone 11 nằm trong series iPhone giá rẻ nên sẽ không được hỗ trợ tính năng cao cấp. Vậy thì liệu việc đó có đúng? Bây giờ mình sẽ test trên mặt em iPhone 12. So với hai sản phẩm tiền nhiệm thì em này được liệt vào sản phẩm giá rẻ, nhưng mà em này khi lên AS 16 beta 5 thì vẫn được hiển thị phần trăm pin nhé mọi người. Vậy thì mình đã giải đáp cho mọi người được câu trả lời, đó chính là tấm nền nó có liên quan hay không. Thì em iPhone 11 hoặc là XR xài tấm nền LCD sẽ không được hỗ trợ nhé mọi người. Vậy thì chúng ta đã có câu trả lời cho việc lên AS 16 beta 5 để hiển thị được phần trăm pin nó sẽ không liên quan đến vấn đề kích thước màn hình, dòng đời. Những yếu tố quyết định đó chính là tấm nền mà máy các bạn sử dụng. Như iPhone XR 11 sử dụng tấm nền LCD thì hiện tại vẫn chưa được hỗ trợ. Còn lý do vì sao thì theo mình tìm hiểu được biết á, thì do tấm nền LCD mật độ điểm ảnh nó khá là thấp, nên khi nếu mà hiển thị phần trăm pin ở trên mé tai thỏ á, khi các bạn xem kỹ á, thì cái phần nó rất là rỗ. Nên chắc đây cũng là một những lý do những dòng đó không được hỗ trợ. Mình vừa hoàn thành bài test cho mọi người. Sau này nếu mọi người có những thắc mắc gì á thì mọi người comment, bên mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách cụ thể nhất. Hãy follow kênh TikTok của bên mình nhé.